đẹp, tối nó mới đẹp. Mới đẹp. Cái bảo của Phật Bà thì có cái tượng Phật một tổ khoảng 2 mét, và nếu mà chúng ta được vào phía trong đồng tượng thì chúng ta phải đi tới 17 tầng, thì trong đó có 17 tầng trên đó, và mỗi tầng đều có những tượng Phật nhân danh. Nơi có tàu ngầm Kilo nè, rồi tàu hộ vệ tên lửa nè, tàu G3 nè, tất cả gọi là lực lượng hải quân mạnh nhất là tập trung ở Cam Ranh, ở bán đảo Cam Ranh. Dưới
tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian. Lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng.